Dùng phân bón thông minh tan chậm khi mà cắt cành mới đào xung quanh để bón có ảnh hưởng gì tới quá trình làm hoa hay không? Tan chậm theo cái công nghệ là bọc polymer hay là công nghệ trộn giống của Nhật? Nếu tan chậm trong vòng bao lâu thì nó mới ăn được? Lúc đấy cắt cành xong mới cuốc hố ấy, thì nó sẽ chạm vào cái rễ, khi chạm cái rễ thì làm ngược lại sẽ bị chậm với quá trình mà mình đẩy hoa. Còn khi quá trình mà đã cắt cành để phá vỡ miên trạng ấy thì lúc đó là cây của tôi phải khỏe nhất, cây của tôi phải có hấp thụ được dinh dưỡng tốt nhất. Mà dùng được phân bón thông minh tan thì tuyệt vời, chậm tan ấy thì mình có thể mình ủ sẵn ở trong cái rễ rồi, khi có nước đủ nước thì bắt đầu nó mới tan và nó sẽ hấp thụ vào rễ thôi. Nếu bây giờ mà đến lúc vào thời điểm mà cái rễ của tôi đang cần để phục hồi lại mà ông lại đi chặt nó đi thì lấy cái gì để cho ăn được? Nó không giống như cây cam đường, không giống như cây có múi. Cây có múi là đến tận tháng 10 anh chị em mới chặt rễ. Chặt rễ đồng nghĩa với là gì? Tức chặt rễ khoanh là nó là cái rừng để quá trình để cây nó ngủ nghỉ lại. Nếu bây giờ anh chị mà lại chặt rễ thì coi như là cây nó ngủ nghỉ lại. Cho nên là phân bón thông minh nào đi chăng nữa là phải có nhiệt, phải có đủ ẩm nó mới tan. Chứ còn không đủ ẩm chả bao giờ nó hấp thụ được. Nếu mà cắt bây giờ mà cộng với cái lá mà nó không dẻo ấy, lá mà nó không cong, lá mà vẫn tơ ấy, thì cộng độ ẩm với nước mưa như thế, em tin chắc là cái tỷ lệ ra hoa sẽ thấp hơn. Còn chậm thì tùy thuộc vào, nếu như mà những cái cành trong thân mà cành ngắn khoảng tầm 10-15 phân này mà nó sưng mắt ấy thì cũng có thể nó ra hoa. Còn đối với những cái cành mà lúc cắt ấy mà cái mắt mà nó còn bé mà nó không có thời gian ngủ ấy, bón phân mà chẳng may nó bị mưa thì nó rất dễ cái cành ở trên này khi ắt này nó sẽ ra lá. Nếu mà hoa bầm nhiều thì đừng có băm rễ, dùng cái xà beng chọc cho em khoảng 5-10-15 lỗ ở xung quanh cái tán để làm gì? Khi đập sâu như thế là không làm cho chết rễ. Còn nếu băm, nếu dùng cuốc chặt mi mới làm được rễ. Còn dùng cái xào nhọn ấy đâm chụp nó xuống thả cho cái phân tan vào đó, xong bắt đầu phủ hữu cơ lên hoặc phủ cái đất lên thì là không có vấn đề gì hết. Bởi vì theo em biết là những nguồn mà phân ta dạng thông minh ở chợ thì nó cũng sẽ không làm cho cái rễ của mình bị cháy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường những cái phân thông minh xịn thì là nó sẽ làm cho bộ rễ để cho ở đây này, thì rễ ăn sẽ bao quanh ở trong cái bộ phân đấy, nó không bị thối ở trong cái lớp phân đấy. Lúc mà mình đã lên đến hoa là lúc ấy cây rễ nó phải khỏe nhất, hồi nại nhất thì nó sẽ có chất lượng về chất lượng hoa.